Đại Giở xin kính chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước. Một lời chào trân trọng và thân thương nhất ạ. Đến với nội dung hôm nay, Đại Giở muốn chia sẻ về cái nội dung là theo cái tiêu đề là mượn qua U Đàm để cáo buộc gia đình Thiền Am phạm vào cái tội danh 331. Thì cái vì sao mà Đại Giở phải nói về ba qua U Đàm? Vì cái câu chuyện qua U Đàm thì một trong những cái chứng cứ mà bên Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã buộc gia đình Thiền Am về cái tội tội danh 331. Trong cái bài trong cái bài viết của thầy Nhất Nguyên đã đăng trên Facebook của thầy Nhị Nguyên, thì cái nội dung của cái bài viết đó như thế nào thì một chút xíu nữa Đại Giở sẽ đọc cho cả nhà chúng ta nghe về cái bài viết đó. Có thể là cũng có một số anh chị em đã đọc qua cái bài viết đó rồi. Thì ở đây, trước khi bước vào nội dung chính của ngày hôm nay, Đại Giở xin kính chúc tất cả các cô chú anh chị và các bạn trong và ngoài nước một lời chúc sức khỏe, bình tâm, bình an và thân tâm an lạc ạ. Thì như chúng ta đã thấy trong thời gian qua, như là vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là qua phiên tòa phúc thẩm, thì phiên tòa phúc thẩm đã nhận xét là và đã định tội gia đình Thiền Am là y án, vì là tòa án đã nhìn thấy và đã nghe và đã đọc qua bản án của cái bản án phúc sơ thẩm vừa qua, thì chủ tọa phiên tòa của cái phúc thẩm hôm đó nói là cái tội danh mà và những cái mức án mà bên sơ thẩm đã tuyên án đó là đúng người đúng tội. Thì hôm nay thì Đại Giở muốn phân tích một số vấn đề về dựa vào cái qua U Đàm. Thì trong 6 cái bằng chứng để buộc tội gia đình Thiền Am vào cái tội danh 331 thì nó có 6 bằng chứng nằm trong cái 6 video clip của gia đình Thiền Am. Thì ở đây Đại Giở sẽ phân tích về cái bằng chứng mà qua U Đàm mà các thầy đã đưa lên cái trong cái clip của trong cái bài viết của thầy Nhất Nguyên đã đăng trên Facebook. Thì như chúng ta đã thấy á, nếu mà muốn cái phiên tòa đó thật là công tâm, đúng công tâm, thì mình đã dở nghĩ là cái người mà quyết định cái vụ án này đúng có tội hay là không có tội, thì những cái người mà quyết định trong phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, thì những cái người đó theo Đại Giở nghĩ trước khi bước vào phiên tòa thì trong đầu của các cái chủ tọa phiên tòa hoặc là viện kiểm sát đó phải bằng một con số 0, là không biết gì cả, không biết gì câu chuyện này cả đó. Thì khi mà bước vào phiên tòa thì khi mà bước vào phiên tòa thì sẽ lắng nghe những cái luật sư sẽ phân tích sự việc và đưa ra những cái chứng cứ, hoặc là những cái người luật sư này là sẽ những người luật sư mà bảo vệ bị hại hoặc là bảo vệ cái người bị cáo là sẽ đấu chấp, đưa ra những cái đấu chấp và đưa ra những cái bằng chứng, hoặc là đưa ra hoặc là đấu chấp những cái người là làm chứng. Đó, hoặc là đấu chấp cái người bị cáo và người bị hại và đưa ra tình tiết của nội dung của cái bản án đó, của cái vụ án đó, thì lúc đó thì cái người mà nắm cái quyền quyết định của cái phiên tòa hôm đó mới là công tâm, theo Đại Giở nghĩ là như vậy. Thì những cái lời cáo buộc của cái bên bị hại á, bên bị hại đã cáo buộc bên bị cáo là 6 cái bằng chứng, 6 bằng chứng nằm trong 6 video clip đó, thì nó chỉ xuất hiện trên xã hội này là trong vòng 2 năm nay thôi. Nhưng mà cái gia đình Thiền Am bên bờ vũ trụ thì đã có từ rất là lâu rồi. Gia đình này có từ rất là lâu rồi, từ khi gia đình này còn sống ở cơ sở Thánh Đức ở Bình Chánh, và sau này rất là lâu rồi, sống ở đó rất là lâu rồi, và có những cái hoạt động mà nuôi dạy trẻ rồi cũng tu tại gia,
đó, cũng có những cuộc hoạt động về về tôn giáo đó, cũng tu tại gia cũng lâu, rất là lâu rồi, nhưng mà cái 6 cái bằng chứng này để buộc tội gia đình Thiền Am thì mới xuất hiện trong 6 clip này khoảng 2 năm nay thôi. Thì thì trong 6 cái clip mà gia đình Thiền Am bị cáo buộc trong cái 6 thì sau khi chúng ta thông qua 6 cái bằng chứng đó, thì nếu mà 6 cái bằng trong cái 6 bằng chứng mà bị buộc tội cho gia đình Thiền Am như vậy, thì các luật sư có thể là có tìm những cái bằng chứng, những cái luật sư mà đang bảo vệ cho gia đình Thiền Am á, sẽ tìm ra những bằng chứng ngoại phạm để bảo vệ, để minh oan cho gia đình Thiền Am được hay không. Thì theo đại võ nghĩ, chúng ta qua 6 cái bằng chứng mà buộc tội cho gia đình Thiền Am, thì chúng ta sẽ đặt ra nhiều câu hỏi. Thứ nhất, để đại hội chúng ta phải đặt ra một số câu hỏi để chúng ta tự trả lời. Thì trong cái 6 câu hỏi này, có thể chúng ta sẽ giúp được gia đình Thiền Am có được minh oan hay không. Thì qua lời thì 6 câu hỏi này là: nếu qua lời nhận xét của các bằng chứng trong các clip đó có đúng không, có chính xác không? Qua những lời nhận xét của các bằng chứng đó có đúng không và có chính xác không? Đó, cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là: những người trong vai trò kiểm định có lời nhận xét đúng không, hoặc những người kiểm định đó có đủ kiến thức hay bằng cấp để có thể quyết định những bằng chứng này một cách đầy đủ, và các yếu tố pháp lý những cái bằng chứng đó cho rằng là gia đình Thiền Am vi phạm về vấn đề tôn giáo, và đâu là cái gì viết vào cái những cái người mà thẩm định cái những cái bằng chứng đó có trình độ, có đủ bằng cấp, và thẩm định có đầy đủ và có đủ thẩm định một cách khoa học hay không, chính xác hay không, có trung thực hay không. Đó, thì chúng ta dựa vào những câu hỏi đó, chúng ta sẽ đưa ra những cái bằng chứng, những cái lời giải thích để có thể chúng ta minh oan cho gia đình Thiền Am. Rồi thì trong những cái 6 cái bằng chứng đó, thì có một cái bằng chứng là qua ưu đàm, mà cái ngày mùng 4 tháng 11 năm 1931, thì thầy Nhất Nguyên có viết ra một cái bài nói về qua ưu đàm. Thì cái bài đó như thế nào thì để đại võ đọc cho cả nhà chúng ta nghe nha. Cả nhà đợi chút. Thì sau đây đại võ sẽ đọc cái bài mà trong Facebook của thầy Nhị Nguyên. Thì cái bài đó có tựa là Phật Di Lặc Hạ Thế. Cái bài đó tên là như vậy á. Thì đại võ sẽ đọc cho cả nhà nghe nha. Hơn 2500 năm trước, Đức Phật có nói rằng: đến thời kỳ mạt pháp, tức là thời kỳ này, thì những diễn cảnh mà nhân loại sẽ gặp là: thứ nhất, đạo đức của con người xuống cấp trầm trọng. Lúc này ma quỷ đội lớp thầy tu truyền bá những điều trái với chân lý, khiến nhân loại hiểu sai lệch về chân lý tu học. Con người chỉ chú trọng vào hình thức bề ngoài để đánh giá người tu, chứ không còn nhận biết được đâu là tu thật và đâu là ma quỷ đội lớp thầy tu. Thật như giả, giả như thật, thật giả lẫn lộn do sự hiểu biết về đạo của con người còn yếu kém, nên không đủ trí tuệ để phân biệt được đúng, sai, thiện, ác, và càng không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Lúc này chính là thời kỳ mạt pháp. Trong thời mạt pháp sẽ xuất hiện rất nhiều tăng nhân giả làm thiện trí thức, đưa chúng sinh làm đường lạc lối. Đó. Thì cái phần thứ hai thì như thế này: lúc đạo đức của nhân loại suy đồi đến cùng cực, cũng là lúc nhân loại phải rơi vào hủy diệt, những trận thiên tai, động đất, sóng thần, lũ lụt, dịch bệnh, vân vân. Và còn những điều kinh thiên động địa hơn như thế nữa sẽ liên tục ập đến. Nhân loại phải đối diện với cái chết, đối diện những đau khổ tột cùng
nhằm nhắc nhở nhân loại quay về với đời sống chân, thiện và đạo đức. Đó. Đến phần thứ ba, đến khi nhân loại rơi vào những trận thiên tai, dịch bệnh và những thảm họa kinh hoàng đưa nhân loại đến hủy diệt, vì sẽ có Đức Phật Di Lặc hạ thế độ chúng sinh qua kiếp nạn. Phật Di Lặc là đã ra một giáo pháp mới phù hợp với trình độ khoa học của nhân loại hiện tại để giúp nhân loại tiến hóa tiếp tục sau giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Giáo pháp mới của Ngài sẽ đưa ra toàn thể nhân loại tiến vào đời sống mới. Đời sống này được gọi là đời sống thượng ngương thánh đức trong mật kép. Rồi phần thứ tư thì thầy có viết như thế này: khi Đức Phật Di Lặc hạ thế, trần gian sẽ đón một điềm báo cực lành để báo hiệu rằng Ngài đã hạ thế, đó là Hoa U Đàm. Hoa U Đàm, Hoa U Đàm này thì 3.000 năm mới nở một lần. Hoa U Đàm 3.000 năm mới nở một lần. Hoa U Đàm là loài hoa báo hiệu điềm cực lành từ trời. Khi thấy Hoa U Đàm xuất hiện là dấu hiệu có Phật ra đời. Đó. Thì ở dưới này thầy có viết một cái đoạn như thế này: quý vị thấy đó, bốn điều trên là bốn điều trong kinh Phật đã ghi chép lại, đó là những lời thiên tri của Đức Phật Thích Ca về thời mạt pháp. Quả thật rất đúng, những lời thiên tri của Đức Phật đã ứng nghiệm. Chúng ta thấy thời này đạo đức của con người đã xuống cấp rất nghiêm trọng. Còn người tu thì chú trọng hình thức bên ngoài, chùa to chùa đẹp, chú trọng vào những chức vụ danh xưng, nhưng bên trong lại không hành đúng giáo lý Phật. Nhân loại thì cũng đang trải qua thời kỳ sinh tử, đúng như lời Phật nói, những trận động đất, sóng thần, dịch bệnh, thiên tai, vân vân cũng đã liên. Thì cái đoạn này nè, mà bên giáo hội, bên gọi là bị hại á, cáo buộc á, gia đình Thiền Am là vào cái tội á, là cái tội danh 331. Quý vị thấy đời thấy á, là thấy đó, bốn điều trên là bốn điều trong kinh Phật đã ghi chép lại, đó là những lời thiên tri của Đức Phật Thích Ca về thời mạt pháp. Quả thật rất đúng, những lời thiên tri của Đức Phật đã ứng nghiệm. Chúng ta thấy thời này đạo đức của con người đã xuống cấp rất nghiêm trọng. Còn người tu thì chú trọng hình thức bên ngoài, chùa to chùa đẹp, chú trọng vào những chức vụ danh xưng, nhưng bên trong lại không hành đúng giáo lý Phật. Nhân loại thì cũng đang trải qua thời kỳ sinh tử, đúng như lời Phật nói, những trận động đất, sóng thần, dịch bệnh, thiên tai cũng đã liên tục ập đến. Rồi tiếp theo đây là những trận gì cũng khiếp hơn nữa, hủy diệt nhân loại làm sao ta biết được. Rồi đây Hoa U Đàm đã mọc khắp nơi, mọc khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là ở Thiền Am bên bờ vũ trụ. Đó. Thì cái đoạn này á, bên gọi là bị hại á, là buộc cái đoạn này là nói là gia đình Thiền Am á, là tiên truyền di tâm, nói là làm gì có là Hoa U Đàm, đó là bịa chuyện để làm tuyên truyền, làm mà xúc phạm đến giáo hội Phật giáo. Thì ở đây thì mình không phân tích, không biết là cái bài này đúng hay sai, mình chưa nói đến bài này có đúng hay sai. Nhưng mà theo về quan điểm của đại võ thì cái bài này rất là hay, nhưng mà mình không có đánh giá đúng hay sai, bởi vì mình không có rõ về giáo lý Phật giáo, nên mình không có đánh giá là cái bài này đúng hay sai. Nhưng ở đây mình nói cái bài này khi mà viết trên Facebook á, thì rất là cái lượng xem và lượng thích á, cái lượng tuyên truyền á, cái dẫn dắt á, cái lượng mà truyền tải á, là rất là thấp. Cho nên nó cái bài viết này, cái truyền tải nó rất thấp, thì đâu có phải là cái quá, cái tiền trải cái bài này quá là rộng lớn quá nhiều để đủ cái độ mà phải kiện gia đình Thiền Am vào cái tội 331. Tại vì cái sự tiền trải của nó rất là thấp, cái lượng xem và lượng thích đó rất là thấp.
Cho nên nếu ở đây mình đặt câu hỏi như thế này, nếu như cái bài viết này sai, mà khi mà cái bài này viết ở trên Facebook á, thì cái lượng thích và cái lượng truyền tải rất là thấp, lượng thích và cái lượng chia sẻ thấp lắm, rất là thấp. Nhưng mà khi cái bài viết này đưa lên cộng đồng mạng để cáo buộc gia đình Thiền Am là phạm vào tội 331, đưa lên cái bản án, thì cái bài này á, hả, là nó đẩy lên rất là rộng rãi, rất là nhiều, rất là lớn. Đó, như vậy thì ở đây đại vợ đặt câu hỏi, nếu như cái bài viết này sai thì cái lỗi là của ai? Cái lỗi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam hay là cái lỗi của gia đình Thiền Am? Tại vì khi gia đình Thiền Am các thầy viết cái bài viết này thì đăng lên Facebook, cái lượng truyền tải rất là thấp, tại lượng chia sẻ và thích rất là thấp, thì cái sự truyền tải của cái bài viết này rộng rãi ra ngoài xã hội rất là ít. Nhưng mà khi mà cáo buộc cái gia đình Thiền Am về cái bài này viết trên cộng đồng mạng và viết trên cái đơn tố giác, khi tuyên bố, khi công bố lên cho sơ thẩm và phúc thẩm, thì cái sự truyền tải cái bài qua ưu đàm này á, nó rộng rãi rất là lớn. Như vậy nếu như á, mà gia đình Thiền Am viết cái bài này thí dụ là sai đi, thì cái sự sai này không phải là do gia đình Thiền Am mà truyền tải sai, mà do cái người kiện, cái người tố giác đưa lên cái bản án để buộc tội gia đình Thiền Am về cái vấn đề qua ưu đàm này mới là sai. Thì mình nghĩ á, là cái người mà truyền tải mạnh á, nguyên nhân cái người truyền tải lớn á, thì mới có tội, chứ cái người mà có lỗi, chứ còn đây mình không nói có tội có lỗi, chứ không phải là cái bài viết đăng lên Facebook của các thầy là có lỗi. Do vậy nên á, bây giờ đại võ chỉ chia sẻ chứ chúng ta đến đây thôi, thì mong rằng tất cả các khán giả chưa có hiểu và chưa có thiện cảm đến gia đình Thiền Am, thì chúng ta cũng có cơ hội chúng ta tự phân tích ra cái điều mà bên Giáo hội Phật giáo Long An á, thì kiện gia đình Thiền Am về cái tội danh 31 về cái qua ưu đàm như thế này, về trong cái bài viết đó thì có đúng hay không, và sự truyền tải như vậy á, so với cái bài viết Facebook và so với bài viết mà khi là Giáo hội Phật giáo của tỉnh Long An đã đưa lên để kiện, thì cái bài này nó truyền tải rất là lớn. Thì cái động cơ nào, cái động cơ ai, là đã nguyên nhân từ đâu mà cái bài này bây giờ nó đưa ra khắp trên thế giới rất là lớn, triệu triệu ngàn nghìn người đã biết và chia sẻ cái bài này. Thì nếu như cái bài này sai mà truyền tải ra khắp nơi thì cái lỗi không phải là gia đình Thiền Am. Đến đây đại võ xin tạm dừng clip tại đây, và hẹn clip sau đại võ sẽ phân tích những cái chứng cứ khác để trong cái vụ án Thiền Am bên bờ vũ trụ. Thì cuối clip đại võ xin kính chúc tất cả các cô chú và các bạn trong và ngoài nước một lời chúc sức khỏe, bình an và thân tâm an lạc ạ. Xin kính chào tạm biệt ạ, hẹn gặp lại.